Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là trong Hitachi đây. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn săn airdrop của sàn Binance nhé. Binance nó mới có cái ứng dụng ví Web 3 các bạn ạ. Thì nó đang cho airdrop 500.000 đô nhé các bạn nhé. Và một người win là được 1 BTC nữa nhé các bạn nhé. Đấy. Ok, thì cái kèo của sàn Binance này rất tiềm năng. Thì cái trên cái trang web của sàn Binance.com nó cũng đăng đây các bạn này. Đấy. Đấy, thì kèo này rất là to và ngon nhá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhá. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ vào app của sàn Binance. Nếu mà bạn nào chưa có tài khoản thì mình để link đăng ký dưới phần mô tả video nhá. Ok, xong bạn kéo xuống vào ví này. Vào ví này. Xong bạn ở chỗ này có phần web 3 này. Web 3 bạn kích vào đây. Đấy. Ok, thì đây là một cái ví nó có sẵn cho mình nhá. Nó tạo sẵn cho mình một cái ví. Ok, để có tiền để swap ấy thì bạn sẽ vào cái mục ấn chuyển ở đây nhá. Chuyển ở đây này. Đấy. Thì bạn có thể chuyển từ sàn Binance ra rồi nhá, ví spot luôn. Đấy. Ví dụ mình sẽ chuyển từ sàn Binance ví spot cái BNB sang nhá. Ok, xong mình ấn chuyển này, mình sẽ chọn spot trong ví Web3 này. Đấy. Xong ấn chuyển này. Ok, thì ở đây nó có số lượng này. Đây địa chỉ ví nó mặc định rồi nhá, mạng lưới mặc định luôn này. Đấy, mình chọn token nó mặc định luôn này. Xong mình muốn chuyển từ BNB thì nó có đây, xong mình có thể chọn tối đa ở đây. Đấy. Ví dụ mình chọn 0.4 BNB xong mình ấn rút này, nó sẽ ra địa chỉ ví Web3 của mình nhá. Đấy, xác nhận này. Thì bạn kiểm tra này, mạng lưới này. Nói chung là cái những cái này mà bạn chọn token ví dụ BNB trên là nó mặc định địa chỉ ví với cả mạng lưới luôn nhá, xác nhận này. Đấy, thì nó đang được xử lý nhá. Mình chuyển 0.41 BNB nhá. Khoảng 95 đô. Đấy. Bạn có thể ấn xem lịch sử đây. Xem là nó đang rút này. Ok, thì bạn sẽ chờ một lúc để cho nó cái transaction nó được hiện nhá. Thì nó hiện đang processing nó thì nó đang xử lý nhá. Đấy. Đấy. Ok, thì mình sẽ đợi một lúc nữa thì cái tài sản này thì nó sẽ vào đây nhá các bạn nhá. Hiện tại thì nó đang số lượng bằng 0. Thì mình sẽ đợi một lúc nó sẽ được chuyển vào nhá các bạn nhá. Thì mình sẽ đợi một lúc này. Đấy. Thì ở cái sàn bên sàn giao dịch này này thì bạn nhớ mua cái token, các cái token nhá, để trong ví của bạn này, để giao ngay hay là funding được để giao ngay đi. Xong là bạn vào web 3 ở đây. Đấy. Xong bạn vào ấn vào chuyển ở đây. Đấy, chuyển. Bạn có thể chọn bất cứ token nào nhá mà bạn có. Đấy, ví dụ mình có các token khác đây. Thì bạn có thể chọn bất cứ token nào nhá. Ok, thì chuyển rất nhanh thôi. Thì nó đã 0.4 BNB nó đã về đây rồi nhá. Thì cái nhiệm vụ chúng ta là vào hoán đổi ở đây này. Hoán đổi ở đây. Đấy. Thì mình sẽ thực hiện hoán đổi thôi. Đây. Mình sẽ đánh ở đây. Mình đánh 0.3. Mình sẽ hoán đổi sang USDT. Thì các bạn chờ một tí nhá. Mạng hơi nát. Nó quá các bạn ạ. Đây. Đấy. Chung là hơi nát đấy. Đây. Mình ví dụ mình hoán đổi 0.4 thì được 92 đô này. Xong mình sẽ chọn hoán đổi thì nó đang lấy bên nhà cung cấp là Oneinc nhé các bạn nhé. Đây. Sàn Oneinc này. Chờ giá thấp nhất này. Đấy. Phí mạng lưới là 0.21 đô. Đấy. Ok. Thì mình sẽ ấn vào hoán đổi nhé. Các bạn nhé. Ấn vào hoán đổi đây này. Đấy. Xong bạn sẽ ấn vào xác nhận ở đây nhá. Ấn vào xác nhận này. Đấy thì mình sẽ mở khóa bằng khuôn mặt thì nó sẽ thực hiện lệnh cho mình. Đấy. Thì nó đã gửi lệnh đi thì nó đang chờ xử lý nhá. Đấy. Thì mình sẽ đợi một lúc thì cái hoán đổi thành công đây, nó bảo hoán đổi thành công rồi. Đấy, cũng rất là nhanh các bạn ạ. Hoán đổi rất là nhanh, đúng là ví Web3 khác hoán đổi rất là nhanh. Ok, bây giờ mình có thể hoán đổi lại nhá. Bây giờ mình có thể hoán đổi lại, mình chọn tối đa này. Đấy. Mình hoán đổi lại. Đấy là cái nhiệm vụ hoán đổi, nhiệm vụ swap ấy các bạn ạ. Nhiệm vụ swap để săn 500.000 đô và một BTC nhá. Xong mình đây, xong mình lại xác nhận này. Đấy, ok. Phí này tính bằng BNB nhá. Phí mạng lưới là 0.00015 rất là rẻ đó các bạn ạ. Cập nhật này. Xác nhận này.
nó đã gửi lệnh đi rồi nhá bạn nhá. Đợi đang xử lý này, khoảng 1 phút này. Đấy, bên này nó đã swap xanh vào đây, nó đã báo ở trên này. Dòng trên này đã swap xong rồi cho bạn nhá. Đấy. Đây nó bảo đã cập nhật rồi đây. Ok, thì đợi một tí thì tôi còn BNB nó mới về các bạn ạ. Đây, cái này nó chưa về. Thì ở đây nó có chỗ lịch sử ở đây nhá. Có cái đồng hồ đây, bạn có thể xem lịch sử ở đây này. Kích vào đây xem lịch sử ở đây. Đây có lịch sử hoán đổi nhá các bạn nhá. Đấy. Chuyển vào này, hoán đổi này, hoán đổi thì cái lịch sử mình swap xong BNB nó vẫn đang xử lý nhá các bạn nhá. Đấy. Ok, thì mình vậy là đã hướng dẫn các bạn cách sàn này drop của ví web 3 của Binance nhá. Và đây là cách sử dụng luôn các bạn ạ. Đấy. Thì nó cũng có các cái thị trường này. Bạn có thể mua các cái token ở đây. Đấy. Hoặc là hoán đổi ở đây, hoặc là earn ở đây này. Đấy. Chức năng earn thì earn là kiểu như bạn mang đi stake thôi, xong là nhận được cái phần trăm ở đây. Bạn thể vào khám phá các chức năng mới ở đây nhá, sàn giao dịch luôn ở đây. Bạn swap trên Pancake hay Uniswap V3 các thứ đây. Ok. Đây trang chủ này. Đấy. Ok thì cái swap xong BNB của mình nó chưa về. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng cái ví web 3 và cách swap để săn thưởng nhé các bạn nhé. Còn bạn muốn gửi muốn nhận thì cũng ở đây này, gửi này. Đấy. Nhận ở đây này. Đấy. Cũng giống như các web 3 khác thôi. Có một cái chuyển này là chuyển từ sàn sang được luôn các bạn nhé. Chuyển này chuyển từ sàn sang được luôn. Đấy, từ sàn sang ví và từ ví sang sàn. Đây lịch sử ở đây. Ok. Các bạn có thể chuyển qua mã QR code ở đây. Đấy, quét mã QR code. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn thấy video này hãy cho mình một like video, một subscribe kênh nhá. Và hãy cho mình một follow cái Twitter của mình nhá. Twitter ở trong Hitachi của mình. Đây, trong Hitachi mình hãy cho mình một follow, một like, một retweet bài viết nhá, một comment nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.